biến động dù là nhỏ nhất của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Info TV, kênh thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư. Info TV, thông tin nhanh cho thành công lớn. Tiếp tục chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Doug DeVos, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Amway. Với trên 10 năm kinh nghiệm làm người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn bán lẻ trực tiếp có thị phần lớn, ông cho rằng con người luôn là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện tại, việc mở rộng hệ thống kinh doanh phải gắn liền với phát triển chất lượng sản phẩm, tổ chức chương trình đào tạo đội ngũ nhà phân phối nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ hoàn thiện bản thân và phát triển công việc kinh doanh hiệu quả. Ông Doug DeVos là con trai út của nhà sáng lập tập đoàn Amway. Ông gia nhập công ty vào năm 1986, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau của Amway ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Ông đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Amway vào năm 2002. Ngoài công việc đang làm tại Amway, hiện nay ông là chủ tịch ủy ban điều hành của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, The Right Place, một tổ chức phát triển kinh tế khu vực ở Tây Michigan. Bên cạnh đó, ông còn tham gia vào nhiều tổ chức hiệp hội khác bao gồm cả Liên đoàn Thế giới của Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp hay Lãnh đạo Doanh nghiệp Michigan. Vâng, xin chào ông. Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ thông tin với Info TV. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn thì nhiều tập đoàn đa quốc gia đã phải tạm ngừng kế hoạch phát triển mạng lưới của mình và thay đổi chiến lược về giá. Còn Amway thì sao? Khủng hoảng kinh tế là thách thức đối với đại đa số doanh nghiệp, nhưng lại là cơ hội để chúng tôi phát triển công việc kinh doanh. Vì trong lúc khó khăn, mọi người muốn tăng thu nhập. Do đó, điều Amway chú trọng nhất là mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho các nhà phân phối để họ kinh doanh một cách hiệu quả và chuẩn mực. Một lần nữa, giá trị và chất lượng sản phẩm là điều mà chúng tôi hướng đến. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm không có ý nghĩa là phải tăng giá. Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Dù kinh tế khó khăn, nhưng công việc kinh doanh của Amway gần như không bị tác động bởi kinh tế suy thoái. Ở Việt Nam cũng vậy, có mặt từ năm 2008 đến nay, năm nào Amway cũng có những bước phát triển nhảy vọt. Hiện nay Amway chiếm hơn 30% thị phần tại Việt Nam và đã đạt được mức tăng trưởng hai con số. Bí quyết của ông là gì? Tôi nghĩ là thành công trước hết tại thị trường Việt Nam là nhờ vào tin tưởng và sự phát triển của thị trường Việt Nam. Chúng tôi am hiểu thị trường và cam kết phát triển lâu dài, đem lại mô hình kinh doanh độc đáo và sản phẩm chất lượng cho mọi người. Hơn thế nữa, chúng tôi có đội ngũ nhà phân phối được đào tạo bài bản, nhân viên tâm huyết với công việc và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Có thể nói, con người là yếu tố quyết định trong sự thành công của chúng tôi. Tại Việt Nam thì nhiều người vẫn có định kiến không tốt về bán hàng đa cấp hay là bán hàng trực tiếp. Còn ý kiến của ông về vấn đề này thì thế nào? Bán hàng trực tiếp là ngành kinh doanh bền vững trên khắp thế giới với hơn 100 năm phát triển, và Amway đã phát triển được hơn 50 năm. Tại những nước có nền kinh tế đang phát triển, các bạn cần thời gian để giúp mọi người hiểu. Do đó, chúng tôi tập trung hoạt động và phát triển một cách minh bạch, rõ ràng để mọi người hiểu chúng tôi là ai, chúng tôi đang làm gì và cố gắng thế nào để đem đóng góp cho kinh tế và xã hội. Như các bạn thấy, 5 năm hoạt động tại Việt Nam đã minh chứng cho những đóng góp của chúng tôi vào sự phát triển của toàn ngành nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vậy ông có thể chia sẻ là vị trí của Amway Việt Nam trong chuỗi Amway toàn cầu? Việt Nam là một thị trường trẻ đang phát triển, có nhiều tiềm năng, rất số đông và rất cạnh tranh. Amway Việt Nam đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng Amway toàn cầu. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có tên trong danh sách top 10 trong vòng 2 đến 5 năm tới. Việt Nam là một thị trường mới nhưng có tốc độ phát triển nhanh và năng động. Chính vì thế, nó chứa đựng rất nhiều thách thức buộc chúng tôi phải không ngừng học hỏi, nắm bắt kịp thời xu phát triển. Việt Nam là một thị trường quan trọng với Amway. Do đó, với kinh nghiệm có được, chúng tôi không ngừng củng cố xây dựng thị trường này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 20 triệu đô la Mỹ. Nhà máy mới này sẽ thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của chúng tôi đối với thị trường Việt Nam. Còn vị trí của Việt Nam trong lòng ông thì sao? Tôi rất yêu quý đất nước của các bạn. Trong 5 năm qua, tôi đã đến đây 3 lần.
hai lần tại Thành phố Hồ Chí Minh, một lần tại Hà Nội và rất ấn tượng với tốc độ phát triển của nền kinh tế. Thật có nhiều cơ hội cho một đất nước đang phát triển với dân số trẻ như Việt Nam. Trong lần tới Việt Nam này, tôi đã có dịp đi dạo quanh nhiều thành phố, được gặp gỡ nhiều người, tôi yêu những con người Việt Nam chăm chỉ và lạc quan về tương lai. Công ty của ông thì hiện diện tại Việt Nam được 5 năm, tuy nhiên thì ông mới có mặt tại Việt Nam được 3 lần. Vậy mà ông nói rằng là ông yêu Việt Nam, vậy điều đấy có đúng hay không? I love it. Trong vòng 2 năm qua, tôi đã đến đây 2 lần. Tôi rất vui mừng nhận thấy sự chuyển biến tốt đẹp của Việt Nam qua mỗi lần qua. So với lần đầu tiên tôi đến đây, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Nhưng điều thú vị nhất khi tới Việt Nam, đó là gặp gỡ mọi người. Tôi thích nhìn thấy cách họ làm việc và cách họ lạc quan về tương lai của mình. Chắc chắn tôi sẽ đến Việt Nam nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Amway là một công ty gia đình. Vậy thì trong quá trình phát triển kinh doanh của mình thì ông có gặp khó khăn gì không khi mà phải vượt qua những cái bóng thành công của những thế hệ trước mình? Cho tôi và một người bạn lâu năm của ông là Jay Van Andes đã sáng lập tập đoàn Amway. Họ đã tạo nền tảng vững mạnh để công ty phát triển lâu dài và chúng tôi tiếp tục kế thừa. Tôi không có áp lực nào hết. Hàng ngày tôi thấy cơ hội kinh doanh và tiềm năng bán hàng đa cấp. Tôi hòa vào đó và thấy mình là một phần của mảnh này. Mỗi đất nước và dân tộc đều rất đặc biệt. Tuy nhiên họ có những điểm chung như luôn mong muốn có cơ hội được cuộc sống tốt đẹp hơn, chăm chỉ, quan tâm đến gia đình. Chúng tôi tập trung phát triển những điểm chung đó. Nhưng tất cả các thị trường đều rất đặc biệt, cách tiếp thị sản phẩm rất khác nhau, xu hướng tiêu thụ sản phẩm cũng khác nhau. Do đó, chúng tôi điều chỉnh lại những điểm khác biệt này để phù hợp với từng thị trường. Vậy thì ông có đưa ra những cái hoạch định hoặc là chiến lược khác thay đổi chiến lược kinh doanh thế nào? Tôi hiểu rõ bối cảnh của nền kinh tế hiện tại và việc mở rộng thị trường tùy thuộc vào tình hình thực tế. Ngoài đầu tư vào chất lượng sản phẩm, chúng tôi chú trọng vào các hoạt động kinh doanh và chương trình đào tạo đội ngũ nhà phân phối, trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ hoàn thiện bản thân và phát triển công việc kinh doanh hiệu quả. Khi đã nắm được nguyên tắc kinh doanh và các giá trị của Amway, các nhà phân phối sẽ sống với những giá trị đó, đồng thời chia sẻ với người tiêu dùng để cùng tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ thông tin với InfoTV.